Quang Hải và Chu Thanh Huyền vừa bị bắt gặp ở sân bay ít giờ trước. Nhiều người cho rằng cặp đôi đang đi tuần trăng mật sau đám cưới rình rang, làm mưa làm gió mạng xã hội những ngày qua. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã có một hành trình 3 năm yêu nhau với cái kết viên mãn bằng đám cưới diễn ra ngày 28 tháng 3 và 6 tháng 4 tại Hà Nội. Suốt thời gian qua, hôn lễ của cặp đôi đã gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội. Bởi lẽ, cả hai đã mạnh tay đầu tư khủng cho ngày trọng đại trong không gian xa hoa với sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt đình đám. Sau đám cưới hoành tráng, chân sút 26 tuổi và bà xã xinh đẹp cuối cùng cũng đã có không gian riêng tư bên cạnh nhau. Theo đó, vào sáng ngày 9 tháng 4, vợ chồng son bị tin qua đường tóm dính ở sân bay, kéo theo khá nhiều vali hành lý. Dân tình suy đoán cả hai sẽ đi tuần trăng mật sau khoảng thời gian tất bật vừa qua. Chủ nhân đăng tải đoạn video này cũng tiết lộ Hải, Huyền có chuyến bay đến Phú Quốc. Còn nhớ tại tiệc cưới ở khách sạn 5 sao, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chính thức công khai chuyện săn rồng vàng thành công và nhận được vô vàn lời chúc mừng từ phía gia đình, bạn bè thân thiết. Nàng Wax 10X cũng được nhìn thấy mặc váy trắng lộ rõ vòng hai tròn lẳn. Chính vì đang mang thai con đầu lòng nên vợ Quang Hải di chuyển khá chậm, dáng đi đúng chuẩn mẹ bầu khi xuất hiện tại sân bay. Còn tiền vệ sinh năm 1997 đẩy vali đồ đi phía trước. Chứng kiến cảnh này, nhiều cư dân mạng liền liên tưởng đến khoảnh khắc Văn Hậu khệ nệ xách đồ cho Doãn Hải My lúc cả hai đi Singapore về. Có thể thấy, hai chân sút 9X đều rất yêu thương, cưng chiều vợ mình. Trong buổi livestream hậu đám cưới, Chu Thanh Huyền đã dành thời gian tâm sự với người hâm mộ về chuyện bầu bí cũng như cuộc sống hôn nhân cùng Quang Hải. Cô nàng cho biết bất cứ chuyện gì đều chia sẻ với chồng khi về nhà, nên chuyện của nhân viên hay công việc của nàng Wax, trang cầu thủ đều nắm rõ. Sau đó, một người hâm mộ đề nghị Hot Girl Sơn Tây viết một bài đính chính việc mình mới mang thai lần đầu đăng tải lên mạng xã hội. Bởi lâu nay trên các diễn đàn vẫn lan truyền tin đồn cô đã có một đời chồng, có con riêng trước khi cưới Quang Hải. Những hình ảnh Chu Thanh Huyền vui đùa với cháu của mình cũng bị hiểu lầm thành cô nàng đã có con. Cụ thể, cư dân mạng này bình luận, đăng một bài đính chính chị bầu lần đầu đi chị. Nhiều bài post linh tinh, nói cháu là con, vớ vẩn, có người hiểu lầm đó. Đáp lại, vợ Quang Hải nói, thì nhiều người hiểu lầm mà em, nhiều người lắm rồi, người ta hiểu lầm thì vẫn cứ hiểu lầm, thoải mái. Đến cặp đại gia, có con riêng, có một đời chồng, tố đầy, đồn đầy, em kệ. Ai hiểu cứ hiểu, người ta không hiểu thì không giải thích được đâu. Quan trọng những người thân xung quanh mình hiểu là được rồi các bà nha. Người ta cố ý mà, người ta giật tít câu view ấy mà. Người ta cố tình đồn, chấp nhận thôi, quan trọng là điều ấy có thật không? Có thật là mình có con riêng, có một đời chồng không? Không thật thì quan tâm làm gì, trừ khi thật mới sợ. Chu Thanh Huyền cũng khẳng định thêm, với cá tính của Quang Hải, nếu những tin đồn là thật, anh sẽ không làm đám cưới với mình. Ui chồng em á, một chồng, một con, không lấy đâu. Yên tâm, em biết chắc chắn, không có nhưng mà, hoặc là, nếu như gì cả. Riêng ông này kỹ tính nhất, vô địch rồi, không gì hơn được nữa đâu. Mới đây nhất, nàng Wax 10X bất ngờ tung bức ảnh khóa môi chàng cầu thủ cực tình tứ lên trang cá nhân của mình. Nhiều khả năng đây chính là bức ảnh được chụp trong chuyến đi trăng mật của cặp vợ chồng son. Quang Hải sẽ có khoảng thời gian bên bà xã xinh đẹp trước khi trở lại hội quân cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội để chuẩn bị cho các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Trước đó, trong ngày vui của anh, rất nhiều đồng đội thân thiết đã đến chung vui, tạo nên nhiều khoảnh khắc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.